Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Baby Thái. Và hôm nay là Duck Deception tập 4. Quá mệt rồi, quá mỏi rồi, quái vật đuổi quá nhiều rồi. Nhưng mà thôi, hôm nay tụi mình sẽ làm tập tiếp theo của Duck Deception. Và không biết hôm nay chúng ta sẽ gặp con quái vật gì nhỉ ông nhỉ? Nhưng trước đó hãy nhớ ấn like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo. Bởi vì bọn mình sắp được 1 triệu sub rồi. Cảm ơn các bạn, còn bây giờ đi chỉ có chạy không được nghỉ. Quái vật luôn theo sau chúng ta. Ok, đi thôi. Wow, đây là con thỏ bê Quý Thành ơi. Thỏ lại còn mắt đỏ, chứng tỏ là thỏ máy. Đúng rồi, có lẽ đây sẽ là con quái vật lần này mà chúng ta gặp đó. Rồi, vào game luôn. Mình căng thẳng quá, mình nghe cái tiếng này mình thấy tăng căng thẳng. Bị ám rồi. Luôn các bạn, ám ảnh luôn ấy. Rồi. Bạn có muốn là một ngôi sao mới không? Có muốn có một cuộc sống tốt hơn không? Tôi sẽ cho bạn tất cả. Đấy, đến với cánh cửa. Con thỏ, ôi rồi ôi, thấy chưa? Từ đầu giờ chả thấy tốt đẹp hơn gì cả. Toàn đi gặp quái vật rồi chạy. Nhưng mà tại vì mình đã đi đủ đâu. Mình phải đi đủ hết 9 cánh cửa. Rồi. Upgrade à? Kiểu gì vào tí kiểu cũng phải quay trở lại đây mà. Vào đây các bạn ơi. Sao anh biết? Thì mỗi lần nó sẽ cho mình một kỹ năng mà. Chắc gì đã có kỹ năng? Thì cứ đi vào xem. Malak nghĩ rằng Malak rất là thông minh các bạn ạ. Và Malak lắp đặt tất cả những cái camera ở đây. Đó, Malak kiểu như là không nghĩ rằng là mình có thể vượt qua được. Và kể cả mình có co lại như là một con gián ấy thì cũng không thể nào mà đi qua được cái chỗ này của con Malak đâu. Vậy nên là chúng ta cần phải có thêm một kỹ năng khác để có thể làm con Malak nó không nhìn thấy mình. Và bây giờ chúng ta sẽ lại qua sảnh để cập nhật kỹ năng này nha. Biết ngay mà. Đấy, bây giờ mà mình đi vào cái camera nó soi mình phát thì nó bật cái laser kia thì mình sẽ không đi qua được. Mình đi qua mình chết cháy luôn. Thế à? Bây giờ mình sẽ phải ra ngoài nâng cấp một cái kỹ năng gì đấy để cái camera đấy nó không nhìn thấy mình. Kỹ năng tàng hình. Chắc không ốc? Chắc luôn. Đấy, hình con mắt này. Và đây là kỹ năng cuối cùng đi phải. Vậy là chúng ta sắp đi đến hồi kết rồi đấy. Rồi. Chúng ta lại đi lại vào cánh cửa và sẵn sàng vì chúng ta đã có kỹ năng mới rồi mà. Bây giờ mình sẽ đổi sang kỹ năng, đó chính là kỹ năng tàn hình. Rồi. Rồi. Tàng hình chứ không phải là tàn hình. Ok. Bây giờ tàng hình đi không, camera nó chiếu đấy. Rồi, đi qua. Nhìn thấy không? Nhìn không? Không nhìn thấy. Không nhìn thấy đâu. Quá ổn luôn. Con Malak nó nghĩ là nó thông minh nhưng không phải, mình còn thông minh hơn cả nó. Chui vào đây. Đúng. Phần này tên là Mascot Mayhem, mình dịch ra có nghĩa là cái những con mascot hỗn loạn. Mascot là những cái bộ trang phục thú các bạn ạ, nó thường xuất hiện ở một khu vui chơi hay là siêu thị, trung tâm thương mại. Đây có phải ba con này không? Ở đây anh thấy có con này là con gà này, con này là con thỏ này, con này là con heo, con lợn. Đây là một khu vui chơi các bạn ạ. Đấy, nó có tên. Wow, nó bắn pháo hoa chào mừng Bê Quý Thành vào luôn. Khu vui chơi này hình như là bỏ hoang lâu rồi. Bởi vì các bạn thấy không, đồ đạc và mọi thứ nói chung là không có ai ở đây hết. Chỉ có mỗi cái biển sáng thôi, cái biển tên là Joy Land. Đấy, đèn còn lúc bật lúc tắt kia kìa. Không có người ở, sao có điện? Úi, lại còn có cả lâu đài nè. Lâu đài chỉ có công chúa mới ở thôi. Thế bây giờ anh dẫn ông vào đấy làm công chúa nhá ông nhá. Ừ, nhưng mà không vào được đâu, cửa đóng rồi. Cửa đóng rồi các bạn ạ, không vào được, cái gì nhỉ? Bây giờ nhảy qua hàng rào dây thép gai này là sẽ bị chết đấy. Thôi mình cứ đi thôi, đi vòng quanh chắc chắn sẽ có lối vào. Đúng, bên kia cũng là một lối vào nữa kìa, nhưng mà bị chặn bởi những thanh gỗ rồi. Thế cứ bắn pháo hoa nhỉ? Thì anh bảo là người ta chào mừng anh đến mà. Thế thì có gì mà đáng sợ? Có lối vào đây nè. Smile, cười lên. Cười lên, đúng rồi, đúng rồi, cười lên. Và nó cảnh báo là trong này có camera, nên là trước khi vào phải tàng hình. Rồi, đi qua đi. Hello camera. Đi nhanh lên, cái tính năng này nó không có được lâu đâu. Gì ấy? Ôi. Wow, hai nhân vật, hai con mascot, một con là con thỏ, còn một con là con gà. Người bạn gà. Theo như là mình được biết á, thì cái con mascot gà này nó tượng trưng cho cái sự gọi là yêu thích làm đẹp của con người. Và con thỏ thì nó tượng trưng cho cái sự gọi là rất mong muốn chiến thắng của con người ấy các bạn. Thế chắc nó đang nói lời kiểu chào mừng mình. Thôi bốc phét đi thôi bạn ơi. Cái con này thì trông nó cũng bẩn bẩn ấy, xấu bẩn bẩn này, chắc nó không đáng sợ lắm đâu nhỉ. Không, nhìn nó ghê mà. Ê, nó múa cho mình xem. Từng 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 dễ thương này mà mình đáng sợ. Trời, trời, trời. Mày này quen, mày này quen á.
đấy có một cái bài hát gọi là bài hát của cái khu này luôn. À. Rồi 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 vào rồi lên rồi 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 rồi. Chạy và chạy đấy. Cái Joy Land hoài, cái Joy nó vừa bảo là vào đấy là chỉ có chạy và chạy thôi. Cười vừa thôi nhé bạn ơi. Ủa sao tự nhiên nó cười nghe đáng sợ đấy. Cười. Rồi đó, xong. Chúng ta sẽ đi. À, chúng ta sẽ phải lụm những cái hạt linh hồn à. Ờ chắc thế các bạn ạ. Cười đóng rồi. Đi qua đi. Kinh không muốn vào chút nào không ạ. Vào luôn đi, câu dở thế nhỉ. Vào nhanh lên. Đứng lên chỗ này thì hút, bật tính năng hút lên. Đâu đâu. Đấy, camera nó soi màu đỏ đấy, thấy chưa? Ôi, gà kìa, gà thả bom. Gà thả bom. Ôi, gà dậm mạnh luôn. Ôi giời ơi, chưa biết gì. Gà nó nhảy vào bên kia như là nhảy ổ ấy các bạn ạ. Em nghĩ là anh sẽ dùng hai chức năng là chức năng hút và chức năng thao túng tâm lý kiểu dọa dọa thì nó sẽ sợ. Gì đấy? Bom. Con thỏ. Bây giờ anh phải cần chức năng là dọa chúng nó thì mới được. Anh chạy đã. Anh chỉ cần chạy thôi, anh không cần dọa gì. Đấy. Đáng lẽ anh phải dọa, hãy nói nghe em là hãy dùng chức năng dọa và chức năng hút thôi, không cần phải chạy nhanh, bởi vì cái khoảng cách giữa những cái viên linh hồn ở và màn này nó rất là ngắn thôi. À rồi, bây giờ đổi sang cái dọa đúng không? Đúng rồi, chỉ cần cái dọa cái hút là được. Ui đây. Một cái, mẹ một cái ở đâu má ơi. Ê một cái, con gà. Ngủ dối thật sự. Rồi, điện nào, cuối cùng rồi. Chúng ta sẽ rời khỏi đây các bạn ơi. Đi đi theo hướng tổ tiên mách bảo đi, đi đâu đấy. Đấy. Rồi. Tổ tiên là mách hướng, bảo đi kia. Hướng iPad mách bảo. Đây này. Đơn giản. Ôi mà mày dễ thế. Ui, cẩn thận, tàng hình đi. Quên à, chỗ này có camera đấy. Đã thấy camera đâu? Đây, từ từ đổi đổi skin đã. Các đấy. Bạn này bên dành trên mưu. Camera mà. Chưa thấy camera, thấy con thỏ rõ ra thì có. Cái gì đấy? Rồi xong, vừa đổi kỹ năng nhìn camera thì nó lao ra rồi. Run, run, run. Đổi kỹ năng cho anh. Đổi kỹ năng cái. Rồi. Mấy quỷ này không biết chơi một mình. Mấy con điên, mấy con đu động đen nó kéo cả làng nó ra. Đây đây, cả 500 anh em này. Chạy vào nhé. Rồi. Còn lâu mới bắt được ta mấy con quái vật này. Ngoài kia toàn thỏ thôi. Ờ, một binh đoàn luôn. Mình đến một cái thang máy các bạn ạ. Thang máy này sẽ dẫn đi đâu nhỉ? có mỗi một con này đầu lắc lắc này. Như kiểu con này nó điều khiển tất cả cái bọn Marcos đây á. Thôi đứng vào đi để chạy xuống. Đều được đi thôi, được đi thôi. Thoát rồi ông ơi, màn này dễ quá. Sao trông chẳng giống thoát gì cả. Rõ ràng là mình đi vào trong lâu đài mà, mình đâu có thoát đâu. Ờ nhỉ, thế là đưa mình xuống lòng đất đây rồi. Đây là cái cửa chính của lâu đài mà, đúng thế không? Thế là mình nó đưa mình xuống dưới lòng đất rồi ông ơi. Đừng có nói nhiều nữa. Nó bảo là cứ xuống đấy đi, người không thoát được đâu. Bây giờ đưa mình xuống bên dưới lâu đài đó các bạn. Đó là xuống đáy xã hội đấy. Đây này. Hay thế nhờ, thả tôi ra đi. Không được nói là thả ta ra, anh có muốn có cuộc sống tốt hơn không? Bà bia gì đấy, bà ấy sẽ cho anh cuộc sống tốt hơn đấy. Nên mình phải chịu khó đi qua các cánh cửa để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Bởi vì sao? Chúng ta xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Thôi. Đúng không? TikTok bảo vậy mà. Thôi. Từ lúc vào game này chưa thấy một tí nào cuộc sống tốt hơn cả. Ok, rồi mở cửa đi. Có xấu đi hơn thôi. Ui đây. Systems offline. Chết rồi các bạn ơi, hệ thống này đang bị tắt các bạn ạ. Hình như mình phải bật hệ thống này lên á.
Không được, chúng ta lại phải tiếp tục Nó bảo vào zone 2 thì phải. Ờ đúng rồi. Tóm lại là mở được cái nào thì là đi vào cái đó. Cái do len này nó chuyển sang chế độ màu đỏ là nguy hiểm lắm này. Cảnh báo nguy hiểm rồi các bạn. Cảnh báo hết năng lượng, lấy đâu ra nguy hiểm. Con hiểu. Bạn Bê Quy Thành đấy. Ông đây. Điên à, bạn Bê Quy Thành. Nó yêu cái rít à? Con heo này theo mình được biết á, thì nó là tượng trưng cho sự khao khát và kiểu như là thú vui ăn uống của con người á các bạn. Kiểu như con người ta thích ăn ngon đó. Nói ít thôi. Tôi biết mày thích ăn rồi. Ăn thịt ốc không? Đừng ăn thịt tao. Đang cười kìa. Nó bảo là nó muốn ăn mình đó. Thôi đi 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 đi. Rồi bật map lên. Co nhỏ vào. Xuất sắc. Chúng ta sẽ chỉ hút và chạy nhanh. Hình như màn này là nguyên con heo. Ôi giời, vừa mới nguyên con heo lại có cái con này ở đây. Ê bốc phết à? Con này nó đứng ở bên ngoài lồng sắt lúc nãy mà. Con này nãy đứng ngoài cùng với bọn thỏ của nó mà. Giống như kiểu nó đang điều khiển tất cả mọi thứ ở đây mà mình không thể thoát được ra. Nói xong chạy đi rất ảo nha. Đi tiếp đi. Hay nó sợ mình rồi. Nó thấy mình chơi giỏi quá. Bật map lên, bật map lên. Hút. Hay quá. Ôi cái gì đây? Con heo có khả năng phá tường à? Heo hút. Heo Superman. Đúng rồi, cứ hút đi. Mình sẽ chạy nhanh và mình sẽ hút các bạn ơi. Không cần chạy nhanh luôn. Hút. Rồi. Cái chức năng hút này nó ấy hết phết nha. Ui, camera. Ôi camera, ui nó kìa. Đây. Con thỏ. Thỏ đấy. Con thỏ nó vẫn quản lý camera các bạn ạ. Hút đi. Ôi trông không kịp hút à. Gì đấy? Lợn ăn Bê Quy Thành hoạt. Rồi chạy nhanh được á. Rồi. Dùng chạy nhanh đi, Dọa sợ chưa được. Rồi, chúng ta ra khỏi đây các bạn ơi. Chạy ngược lại. Chạy nhanh nha. Chạy thôi. Kia cửa ra ngay kia rồi. Quá gần luôn. Đây. Quá rồi. Đây. Đây là đường điện mà. Đúng vào. Ôi chết rồi. Sàn nhà ướt. Mình giật điện nó để phá hủy. Đúng rồi. Bọn này là người máy mà, robot mà. Đúng rồi. Giật chưa? Bọn này bị giật rồi. Mình đã trả thù được các bạn ạ. Nhưng mà nó hẹo trước. Nó bị điện giật thì như nó còn kích hoạt tính năng quái vật ấy, đỏ mắt đỏ lên giống như là ở lúc bắt đầu vào game á, con mắt đỏ à. Nhưng mà sao trông nó còn ghê hơn nữa. Đi. Trông nó kiểu nó bây giờ nó rách nó còn kinh hơn ấy. Nó lộ cái cốt máy ở bên trong ra. Bây giờ mình phải đi ra ngoài đi. Đi bên kia. Đấy. Đúng rồi, đi. Đừng đuổi nhá. Nó không đuổi đâu, nó bị đơ, giống như điện giật mình phải bị đơ đã xong mình mới bị đuổi. Chạy nhanh lên. Power on. Rồi, chúng ta bật được năng lượng rồi các bạn ơi. Lấy viên này cả. Cái gì ấy? Nói cái gì? Không. Hình như mình chưa phải là đến hết đâu. Chúng ta sẽ đi zone tiếp theo hay sao ạ? Zone 3. Ừ. Rồi xong. Đúng rồi, chúng ta đi vào zone 3 các bạn ơi. Vào đi. Hay quá. Zone này gặp con gì đây? Không được ra nè. Ra thắng máy rồi. Đi được rồi. Yeah. Mình đã qua màn con heo rồi. Thế là mình đến màn con gà. Ôi ôi. Mình sẽ chơi qua 3 con luôn á nhờ. Tự nhiên cái màn này có hẳn 3 con cứ mình phải vượt qua. Bình thường đây, quay xe đi, đứng đây làm gì. Bình thường chỉ có một con thôi. Ui, em thấy như có máy chém á. À không phải. À bọn này là máy đánh đu. Cẩn thận nó đu vào người mình là mình rơi đấy. Anh hiểu rồi, nó sẽ gạt mình rơi xuống dưới gì đó. Ôi. Chạy qua. Đứng lại. Con gì đâu mà phải đứng ốc. Ôi lava. Lava sôi sùng sục luôn. Joy again. Joy again gì? Đi vào kia lụm mảnh linh hồn đi.
Chạy nhanh vào. Từ từ, anh cứ phải để cái chạy đã. Anh thấy ở đây có điểm gì đấy không lành. Điểm gì? Chỉ có anh mới là không lành, anh không biết chơi. Tự nhiên không có cái gì ở đây là thấy hơi hốt rồi nha. Hu đi. Đây giống như là cái piston á nhở. Hai bên nó sẽ nén vào. Ờ, thế nén cái gì ở giữa này? Chắc là không phải nén mình đâu vì mình vừa đi qua mà. Hút đi, hút phát nữa. Rồi, đi thẳng tiếp. Đi rồi. Đây là piston, đẩy, đẩy. Kia là nén vào giữa, còn đây là đẩy sang các bên. Ôi trời ơi, biết ngay mà. Bọn nó bây giờ trở thành người kiểu như là thú, thú máy thật rồi. Ờ, nó phát điên. Con kia rớt mắt này, con kia rớt mắt ra này. À, nó không, okay. Nó bảo là, thật xấu xí quá, hiểu không? It's another animal. Chạy. Bật mặt táp lên. Táp đâu? Đúng rồi. Hút đi. Lại chạy vào vòng đấy làm gì? Đến đây. Chạy nhanh. Hút đi. Đúng rồi. Đấy. Hút đi. Ừ, cái này phải chạy nhanh. Rồi. Không qua được. Ôi ơi, xin lỗi ơi. Đi vào ngõ cụt các bạn ơi. Rồi, đi tiếp các bạn ơi. Đi thôi, chúng ta sẽ thắng ở lần này thôi. Ờ, còn có 5 cái thôi mà các bạn. Hút luôn cho thắng đi. Ok. Chúng ta sẽ phải. Ôi! Bật lên, chạy nhanh. Rồi chạy nhanh đi. Con ma điên đấy. Con ma điên. Gì đấy? Rồi. Bên này. Rồi. Chạy nhanh được à? Rồi chạy nhanh. Đây rồi. Cái gì ở đây? À cái nút. Reset chưa? Rồi. Reset chưa? Reset rẽ phải, rẽ trái đi. Rẽ trái tiếp đi. Chạy thẳng nữa luôn. Tốc biến. Chạy chấm, vào. Chấm màu vàng. Ở đây. Chấm màu vàng đây. À, ấn nút. Ba con này xin bị nén. Nghe lại này. Hỏng hết luôn. Bọn robot ngu dốt. Yeah. Một phát ba con luôn. Nạt biệt luôn. Yeah. Quá hay. Lần này bọn mình chơi xuất sắc luôn. Rồi sao? Rồi đi tiếp. Ôi, đi tiếp. Thoát rồi à. Tốc biến cho. À! Con ma lắc. Con đầu có sừng này chưa? Bọn này đều là tay sai của ma lắc hết đấy. Ông nói cái gì? Ông ấy bảo là đã đến thời điểm cho một cái gì đấy rất là mới ở đây rồi. Gì ơi? Cái gì mới đây? Ông chế tạo nó có gì à? Không, ông ấy tiêu biến bọn kia rồi. Hả? Có con máy nó nói cái gì mà ta. Ôi, ông ấy nâng cấp gì kìa. Nhìn như là siêu nhân ấy nhỉ? 5 anh em siêu nhân biến hình. Ôi, nó hợp nhất rồi. Siêu nhân hợp nhất rồi. Ôi, nó có 3 tay liền kìa. Ông ấy biến thành siêu nhân đi. Cái này, làm gì biến thành siêu nhân được. Cái này chỉ có siêu nhân mới tiêu diệt được nó thôi. Ui, nhìn nó ngầu đét các bạn ơi. Ngầu thật sự khi là các bạn nhìn thấy nó ngầu thật nha. Ây ôi, bọn này nó tranh nhau nói. Bọn nó đang nói chuyện với nhau ấy. Nó nói với nhau như mình nói với nhau á. Rồi. Thôi chúng mày tự đánh nhau đi. Đánh nhau đi đừng bắt tao. Rồi. Chúng ta sẽ phải làm gì đây? Không. Hả? Ui nó à, nó có súng đi. Súng laser đồ đó. Mình ấn để hai cái piston kẹp nó lần nữa. Nhưng mà không được các bạn. Nó đẩy được hai cái piston và dùng súng laser tiêu hủy hai cái piston luôn. Rồi xong nó phá luôn hai cái piston. Ôi cái gì đây? Ông đội Suki chạy đấy. Chạy nhanh nè. Bỏ cái hút đi nha. Bỏ cái hút thành cái sợ. Rồi. Ôi, nó dùng mắt làm gì à? Mình thấy là mình bị bốc hơi đấy. À, hiểu rồi, bây giờ chúng ta kéo mấy cái kia. Chết rồi. Nhanh rồi, thế là nhanh rồi đó. Rồi. Chạy đi. Dọa sợ nó chưa được nha.
Rồi, đúng rồi. Rồi, dọa nó, dọa nó, dọa nó, dọa nó, đúng rồi. Yeah, yeah. Rồi, chạy nhanh, ta có thể chạy nhanh. Phím 1 bây giờ là tốc biến nha. Rồi, chúng ta cứ né né đây thôi. Rồi, tốc biến sang bên kia. Sang giữa. Chờ mình, không được. Ôi rồi, dạ sợ nó. Dạ sợ, đúng rồi. F. Quá. Rồi, tốc biến đi, trước khi nói. Chỗ này. Từ từ, đừng làm gì cả. Thì số 2, chưa được. Đi là đi dần sang bên kia, sang bên bên trái đi, chỗ này được rồi. Đây. Sắp được rồi. Rồi, dọa nó. Dọa nó, đúng rồi, ép. Rồi. Kỹ năng số 2 là chạy nhanh nhá, chạy nhanh luôn. Chạy đi. Còn một cái chỗ kia nữa thôi. Hết rồi. Giờ còn một cái nút bấm kia đó các bạn ạ. Rồi chúng ta sẽ phải ra bấm cái nút kia. Rồi đứng chờ à? Đúng rồi. Nó đang xoay ấy. Yeah! Tiêu diệt được con này rồi. Bây giờ chắc nó tan ra rồi đấy nhỉ? Rơi xuống lava thì tan ra hết. Mình sẽ phải chạy các bạn ơi. Quay trở lại thang máy. Cái gì vậy? Nhanh lên, quay trở lại thang máy. Không được. Con ma nó đang đuổi cái kia. Chỉ đường cái kia. Biết rồi. Cắm đầu mà chạy thôi. Con kia nó vẫn đang đuổi đằng sau luôn đấy. Nó đuổi xa lắm, không sao. Cẩn thận mấy cái này. Kỳ quá. Bấm thang. Con đấy không đuổi được đâu. Con đấy chậm như rùa. Các bạn ạ, tuổi gì sánh vai. Ui giời. Thế là mình chơi thắng chưa? Mình đi lên rồi. Đi lên chắc là thoát rồi. Ê, thang máy mở rồi. Đây là tầng nào á? Thoát rồi. Lên thấy ánh sáng là tuyệt vời. Ô, cảm giác vẫn chưa thoát các bạn ạ. À, mình quay lại cái chỗ lúc nãy. Đúng rồi, mình đã vào cái chỗ cửa zone 3 đấy. Ui, cái gì đây? Ô, chỗ này bị làm sao á? Nó cảnh báo mình cái gì đó. Có 4 phút. Ô, đồng hồ đếm ngược kìa. Ờ, lại lên mảnh ghép cuối cùng. Yeah. Và cái con gì sẽ xuất hiện. 2 phút nữa cái hệ thống này nó sẽ lockdown các bạn ạ. Lockdown kiểu là dừng hoạt động ấy. 2 phút nữa nhưng mà chúng ta cần phải duy trì trong 2 phút. Con gì đập? Nay nó rơi xuống lava rồi mà. Nó chưa hiểu các bạn ơi. Con sống dài nhỉ. Đúng là kẻ ác thường sống đến tập cuối các bạn ạ. Kìa, lối đi bên kia kìa. Đi sau lưng anh á. Anh cứ đứng đây rồi. Tôi đứng gì nó đốt cho bây giờ. Đấy. Chúng ta sẽ sinh tồn trong vòng 2 phút các bạn ạ. 2 phút à? Tận 2 phút. Mình có làm đơ được nó không? Phải làm đơ nó xem. Làm được mà. Làm được. Chỉ cần chạy và làm đơ thôi các bạn ơi. Ui. Tốc biến được á. Ôi. Đừng có biến ở đấy, người. Nhảy đi, tao cũng nhảy nè. Rồi, chạy nhanh đi. Chúng ta có thể làm nó đơ rồi đấy. Okay. Đơ đi. Kiếp nó phá cả khu này luôn các bạn ơi. Nó bắn bằng súng laser cơ mà, nó, lại còn đạn nữa. Nó còn ném cả trứng vào mồm mình kìa. Đấy là đạn đấy. Ném vào người là nổ tung người luôn. Cẩn thận, nó bắt đầu bắn đạn đấy. It's open, cửa mở rồi, tìm cửa mở đi. Cửa mở đây. Rồi, bấm thang. Yeah. Thoát chưa? Thang máy vẫn đi lên. Thoát rồi. Có vẻ là thoát rồi. Kìa, ngay kìa, trước mặt. Cái chút màu đỏ là cái chút mình cần đi. Rồi, phóng nhanh. Ôi, con ma điên màu đen. Chạy thôi em, chạy nhanh, em đánh bóng. Ôi, con ma điên màu đen đang chạy. Ôi, một đống gà các bạn ơi. Gà này đủ cho gà rán KFC của cả cái Hà Nội. Ôi, nó chặn đầu này làm sao mà chạy được nữa. Chết rồi. Ôi, ba.
Sao các người dám đánh ta? Rồi nó đánh hội đồng mình luôn các bạn. Ờ đánh hội đồng á. Ui Va Lắc. Ma Lắc. À Ma Lắc à? Ma Lắc bảo là dừng lại. Đây là lượt của ta, đến lượt ta đánh, ý là kiểu đấy. Mà nói gì á? Nó bảo thằng này à, yếu quá, tao đấm cái ngất rồi. Đáng thế các bạn ơi, tưởng thoát. Phải đâu, mình là người được chọn nên chắc là nó đang cho mình biết một cái gì đấy. Nói chung là phần này mình sẽ không thoát được nha, bị tóm cổ rồi. Ừ. Sao tự nhiên? Tự nhiên mình thấy mọi thứ mờ mờ. Tưởng là mờ ảo, ai là ai dè là mờ êm mê. Mờ thật chả thấy gì. Ui chết cái rồi. Gì đây? Gì đây trời ơi. Ê! Điện giật đấy. Thân mình biến thành robot không, luôn. Bây giờ mình đang bị ngất đấy. Đấy thấy không, có nghe âm thanh không? Âm thanh như đang đánh thức mình. Tôi vẫn còn sống ư? Nhưng mà sao chữ đây, thấy nhòe nhòe này. Tôi đang ở đâu đây? Mình bị biến thành robot à? Bây giờ chúng ta sẽ biết một vài điều ở trong cái bộ não bé nhỏ chúng ta. Ui nó như kiểu đang đi vào tâm trí của mình để đào ra cái câu chuyện của mình ấy. Ôi đáng sợ vậy. Đây là mình đang bước trên cái chu trình mà cái bà Bie đang làm cho mình nha. Và mình có đang kiểu như là đừng có phiền gì về cái điều này. Hãy nhìn về cái bí mật ở trong cái ký ức đen tối của mình. Tức là bản thân nhân vật chính trong game này cũng có một cái ký ức rất là đen tối nha các bạn. Đúng rồi. Bạn không sợ bóng tối ư? Mày không sợ bóng tối ư? Không sợ chứ. Đây này. Viên thuốc à? Ờ viên thuốc. Đúng rồi. Viên thuốc hai màu, một màu đỏ, một màu trắng. Sao giống trông giống thuốc đĩa ẻ? What the hell? Cái gì đây? Một ngôi nhà này các bạn ơi. Ký ức ngày xưa của mình. Đúng rồi, một ngôi nhà các bạn ơi. Ai đang ngồi cầu thang kia là một ôi your daughter, con gái của mình. Con gái của mình. Đúng rồi, con gái của mình đang ngồi cầu thang đang khóc. Và ở đây là vợ mình và mình vợ cãi mình. Nhau. Ờ vợ mình, đúng rồi, vợ mình. Mình đã nói là tôi đến phát ốm với cái gia đình này rồi. Ấy. Quá mệt mỏi. Tôi chỉ muốn làm việc thôi. Deal with her? When do you ever do that? She's your daughter, you jerk. Bọn nó nói là anh nói chuyện với vợ anh như nói chuyện với một con vật ấy. She's autistic and needs attention from a loving father. You don't even give her the bare minimum. Oh. Both know she got it from you. You're the bipolar mess. Cái người đàn ông này người ta đang cảm thấy là rất là phiền phức với gia đình của mình, với người vợ, với người con. Đấy, và anh ấy đang nói là đáng lẽ tôi không nên cưới cô. À, hiểu chưa? Thế chứng tỏ mình là một người chồng không tốt. Đúng. Rồi, thật là đáng tiếc cho cuộc sống của anh, Minh Thành ạ. Thảo nào anh đã tìm đến bà này để thay đổi cuộc sống. Đúng không? Vì trước đây anh đã đối xử không tốt với vợ con nên bây giờ anh đang đi tìm cơ hội mà. Thấy thấy chưa? Con thì khóc, vợ thì nói nhưng mà không. Nó ông ấy vẫn hình như vẫn bỏ đi các bạn ơi. Tammy, anh là Tammy. Mày là cái đại đàn ông gì vậy hả con? Thằng Tammy này. Phải thế hả không? Đấy, mình đang kiểu cái người đàn ông này đang bảo là tôi đến phát ốm với cái gia đình này rồi. Nó đang cãi nhau với vợ các bạn ạ. Đúng rồi. Rồi, nói chung là trận cãi nhau này là khá là lâu đấy. Rồi và người đàn ông này cho rằng là vợ và con gái của anh ấy đã giết tất cả những niềm đam mê trong cuộc sống của anh ấy rồi các bạn ạ. Tammy, tôi rất lấy làm tiếc. Tôi không bao giờ yêu bạn vô điều kiện. Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra, vì những từ mà bạn phải nghe từ tôi. Ý là mình đã nói những cái lời tổn thương với người khác. Mình không được nói như thế. Đúng rồi. Như thế người khác sẽ buồn. Ừ. Đấy, thuốc này. Mình không phải là một người đàn ông dành cho gia đình các bạn ạ. Mình chỉ là một miếng khoai tây nhỏ. Ui, cái gì đây? Mình à? Ui, các bạn ơi, hình như mình ngoại tình rồi. Ở đây là ở cơ quan, ở nơi làm việc. Bê Quý Thành, anh thằng Tammy. Ngoại tình chết. Chắc có cái ý hợp đồng ngoại tình. Chết rồi. Đây là nhân vật trong game chứ. Your daughter is going to hate me though, right? That's going to be really awful. Và đứa con gái rất là ghét anh bởi vì anh đã từ bỏ gia đình. Tammy is not the problem.
Nói chung đây là một người đàn ông rất là tồi tệ. Đúng rồi. Thôi hai bạn ơi. Ui rồi, Tammy còn bảo là anh chỉ có một mình em thôi. Cái gì kia? Anh ta đang đọc những ký ức của tôi. Tôi phải thoát ra đây trước khi anh ta biết quá nhiều. Chết rồi, đúng rồi. Còn Ma Lắc nó biết về ký ức đen tối của Tammy rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ mình muốn thức dậy để không nó không còn biết nhiều về ký ức của mình nữa. Đúng rồi, mình phải đi nhặt thuốc các bạn. Anh ta đã tìm ra tôi thật rồi. À các bạn ơi, bây giờ hiện tại Tammy đang là người thực vật, đang ở trong bệnh viện. Vậy là những cái thử thách đi qua cánh cửa này hoàn toàn được làm bằng tâm trí của Tammy thôi, chứ không phải là người thật nha. Trên đầu Tammy còn có cái hình tròn giống như là những cánh cửa trong Dark Deception. Như kiểu ai đó vẽ hay nguyền rủa vào. Đúng rồi. Và mình được cho rằng là mình có dòng máu của quỷ. Chỉ có những người có dòng máu của quỷ thì mới cư xử như vậy. Mới vừa bỏ vợ con và ngoại tình thôi. Rồi quá ghê luôn. Và mình đang bị giống như kiểu ung thư các bạn ạ. Ung thư đúng không? Và sao uống nhiều thuốc? Trên đường đi toàn phải nhặt thuốc các bạn ạ. Trên bàn có tờ giấy của bà kia kìa. Gì vậy? Dừng lại đi! Hay để tôi đi! Không, nó không để mình đi các bạn ơi. Ui. Và đây là một hiện trường. Hiện trường của cái gì đấy. Có xe cảnh sát và xe cứu thương. Không, đừng mang tôi đến đây. Đừng quay trở lại đây. Hãy đến gần hơn. Con quỷ thì nó nói là đến gần hơn. Nói gần hơn. Chung đây là ký ức gì vậy? Đây là một vụ tai nạn rồi các bạn ơi. Thấy không, có những cái you can run, mình không thể chạy trốn đâu các bạn ơi. Ghi trên đường này. Đây là một cây cầu. Một chiếc xe đâm vào lan can cầu. Và đây là hai cái xác. Liệu đây có phải là vợ và con gái của mình không? Không biết. Kia là một cái xe đang bị tai nạn kìa. Thế giống xe, giống xe của nhân. Đây là một cái xe lao xuống cái sông này. From your team. Từ cái con quỷ trong mình đấy các bạn. Nhìn xuống sông xem, nhìn xuống sông xem. Ôi dồi ôi, thấy chưa? Thấy gì chưa? Một vụ tai nạn liên hoàn ở trên cầu nha các bạn ơi. Đấy có phải là gia đình của bạn không? Đúng rồi. Oh my god. Vậy là mình đã mất tất cả các bạn ạ. Và bây giờ mình đang trong trạng thái là, vậy là trong vụ tai nạn này, theo mình đoán là mình là người sống sót duy nhất còn lại. Còn lại thì người nhà của mình đã bị chết rồi các bạn ạ. Đây liệu có thực sự là một vụ tai nạn hay không? Bạn có, mày có làm cái gì đấy liên quan đến cái này không? Đến cái vụ này không? Mày đã làm gì? Mình thật là tội lỗi, chắc chắn mình không phải cái tội gì. Tammy, đến giờ thức dậy rồi. Ba của người ba thân thiết đang đến để gặp mày đó. Cô ấy là ai đây? Con gái mình. Đúng con gái mình rồi. Đứng ngồi cầu thang đấy. Thế à? Rồi xong, vậy là mình gây tai nạn hay làm điều gì đấy khiến cả vợ và con của mình bị mất. Và cô con gái thật sự rất thất vọng về bà của mình các bạn ạ. Và mình hối hận. Vậy nên mình mới tìm đến bà Bia để mình làm lại cuộc đời. Không phải giải thoát mà làm lại cuộc đời. Có một cuộc sống khác. Gì đấy? Nó biến hình. Thấy ghê quá à? Biến hình à? Tự nhiên con mình là có phép thuật Win à? Cái gì đấy? Ông đã làm nó. Tammy, tôi không muốn điều này đâu. Tôi không muốn. Cái gì đấy? Không chạy được. Không chạy được các bạn ơi, không chạy được đâu. Rồi xong, nhiều hết màn hình, nó đập rồi. Và ta có một nhiệm vụ dành cho ngươi. Rồi, mình thức dậy rồi các bạn ơi, mình thức dậy rồi. Liệu ông ấy có biến mình thành trở thành một trong những con giống như con mascot hay những cái con quái vật khác không? Mình đang, em nghĩ là mình đang đấu tranh giữa việc tỉnh dậy và tiếp tục ngủ này. Ôi nó đấm, nó nhấc mình lên luôn như một, ui. Nó ném mình ra khỏi đây. Và thật sự mình đã thoát chưa? Mình thoát rồi. Rồi mình các bạn rồi. Ơi, mình thoát rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ xem chuyện xảy ra. Rồi bà này. Thôi bạn đây rồi. Điều gì đã xảy ra vậy? Tại sao mà họ lại để cho bạn đi à?
Làm sao bạn thoát ra được? You're a bit worse for wear, but you're still alive and you have the ring piece. Có một chút tồi tệ nhưng mà dù sao chúng ta vẫn thoát ra và chúng ta vẫn sống. Và bạn và chúng ta thì có những cái mảnh của cái linh hồn đó các bạn. Oh, such a relief. I thought you were a goner. That would have made all this for nothing. Thật là nhẹ nhõm. Bà này nghĩ chúng ta đã chết rồi các bạn ạ. Nếu mà chúng ta chết thì những cái điều mà chúng ta làm từ những cái tập trước sẽ trở nên vô nghĩa. Chẳng do có gì cả. Capable souls are hard to find after all. I'd rather not waste my time waiting. Sau tất cả thì linh hồn rất là khó để tìm lại. Và thật sự là đừng có mất thời gian của chúng ta, ý là của bà này, vào những cái thứ và những cái thứ sự chờ đợi vô ích từ một người nào đấy. Yes, that was a compliment. Don't get cocky. Đó là một lời khen nhưng mà đừng tự mãn nha. Thì cả mình không tỉnh táo mà mình đang bị ngáo đó các bạn. Ừ, bà này đang nói những cái gì đấy mà mình không còn nghe kịp luôn á. Ôi, trong đầu mình hiện lên con mắt nó bị làm sao đây? Vậy là mình đã giải thoát cho cái con ma lắc rồi. À, ma lắc nó ám ảnh trong tâm rồi, nó thoát luôn. Ma lắc thoát ra rồi. Ma lắc bước ra từ một trong những cánh cửa ở đây. Hai người đang tranh cãi với nhau. Ông này không có răng nữa. Không. Từ đầu đến giờ anh bây giờ mới hỏi à? Ông không có răng thì tập đầu. Rồi cay lắm đấy bà này. Hai ông bà này hình như có sự tranh chấp về mục đích các bạn ạ. Mục đích sử dụng những cái linh hồn ạ. How naive. Even now, you really believe you have a chance. You think you can claim me, Malak? Nothing will change that. Ông ấy nói bà này là đừng có cố gắng nữa, chẳng có điều gì thay đổi ở đâu. Rồi, bà này đã sử dụng sức mạnh rồi đấy. Bà này có những mảnh linh hồn của mình mà. Ui. Bà này trói ông này lại, giao ông đấy vào cánh cổng của ông đấy đúng không? Ui, dùng chưởng đánh ông kia bay một cổng đấy. Ui, bay sang cổng khác. Hết sức mà đặt sổng. Ơ, sổ ơi. Ui giời. Sổ ơi. Valak như này. Là Kung Fu Panda này. Ờ, tên là Valak, suốt ngày bị lắc. Malak. À, Malak, ờ. Malak nè. Bị lắc cho ngất ngây con gà tây luôn. Rồi. Rồi, bà này xiên rồi. Liệu tiêu diệt được ông này không? Ông này bị tiêu diệt rồi ạ. Ui, bà này khoái chí luôn. Tất nhiên rồi, hai ông bà này có sự xung đột. You think you're so clever, and yet somehow I always win. Beaten by a bà nói là bà ông nghĩ ông thông minh à, nhưng rồi cuối cùng người chiến thắng sẽ vẫn là tôi thôi. Ring's power is even greater than I imagined. Ông này vẫn cười. Cười gì mà cười? Cười hở 10 cái răng nhưng mà cười ông không có cái răng là ông móm rồi. Thả nào ông ấy cười. Mỗi cánh cửa đều có một ma lắc. Bà này chết chắc rồi. What trickery is this? What's the matter, Beers? Don't lose your confidence so quickly. Ui giời, cứ tưởng là con gà, ai ngờ chỉ là hạt thóc thôi. Bà này sợ rồi ông ạ. Ừ. Rồi, rất nhiều Malak xuất hiện. Ui, ông ấy hồi sinh kìa. Ông ấy như kiểu không có chuyện gì xảy ra luôn các bạn ơi. Ừ. Oh, one more thing, Beers. Do you remember what I said before? I promised I'd... Ngầu thế. Thì ông này xấu nhưng mà ngầu. Nightmares with me. Well, I always keep my promises. Ui, ông biến thành tất cả mấy cái con quái vật trong những cánh cửa luôn. Ừ. Rồi xong, bà này bị tất cả lũ quái vật để tấn công à? Đúng rồi. Rồi cháy cả khu này luôn rồi. Ui, bạn thân ở trường học của Bê Quý Thành. Cái gì tha nhỉ? Matha. Ừ, Matha. Rồi xong. Ui. Tôi đau đớn, tôi gục ngã đấy nhở. Ui. Rồi xong, nó tiêu diệt bà này luôn. Ghê quá Matha ơi. Đúng là miệng cười đến mang tai luôn, kinh quá. Rồi xong. Còn mình không biết mình sẽ gặp chuyện gì đây. Mình đến lượt mình rồi. Ôi, thôi bạn ơi, không làm bạn với nhau nữa.
Mình kia ở đấy, mình ở sau ma cái gì à? Matha. And it was beautiful work. I enjoyed your little offering. Too bad you refused to know your place. Can I stab her face? Yes, yes. There'll be plenty of time for that. Rồi xong bà này chắc hẹo rồi. Let's get what we came for. Ui thế là ông bà này hẹo rồi. Ông này sẽ lấy được sức mạnh. Đây vốn là sức mạnh của ông này và bây giờ ông ấy chỉ lấy lại thôi. Ui. Bà ấy đang cố gắng bảo mình làm gì đấy à? Bảo mình phải thức dậy là dừng ông ấy lại đấy. Ui. Ui biết ngay mà ông ấy lấy lại những cái đá linh hồn đấy. Ui, ông đấy mà lấy lại ông mà xâm chiếm thế giới thì đúng là xin vĩnh biệt cụ luôn. Đúng rồi đấy. You think you've won, Malak? You don't have them all. The one I took from you that day. What? How did you bind that one? Bà này vẫn có một cái à? Đúng rồi. Bà này sẽ cho mình. Cái này mạnh nhất à? Ôi, bà ấy làm điều mà kiểu dùng hết khả năng sao các bạn ạ? The outcome has not changed, and the ring. Mình đâu rồi? Dùng đến sức mạnh cuối cùng của bà đấy rồi. Mình ngất rồi. Mình xỉu rồi. Ui, bà cố gắng đưa mình vào một cái cánh cổng khác. Đúng rồi, một con gấu thì phải. Oh. Rồi ông ơi, tự nhiên bà kia lại quẳng vào mình một cái cánh cửa có hình con gấu. Nhưng mà tụi mình sẽ dành cái con đấy vào tập sau đi. Đúng rồi, vì tập này cũng đã khá là dài. Các bạn nếu thích video nhớ ấn like, ấn đăng ký kênh và xem quảng cáo nha. Đúng rồi, nhớ like thật nhiều để tụi mình làm tập mới thật là nhanh. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh Miêu Rảnh đạt 1 triệu sub. Sau 1 triệu sub được các bạn ạ. Bye bye.